Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên màn tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong chương trình ngày thứ tư hôm nay giữa tuần rồi, 28 tháng 6 2017. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày làm việc hoặc là nghỉ ngơi thật nhiều niềm vui và theo dõi phần tin tức ngay sau đây. Đầu tiên vẫn là thời tiết như thế nào, Thảo Yên? Thưa quý vị và thưa anh, thời tiết của ngày hôm nay tiếp tục có vẻ như là đã hạ nhiệt xuống rất là nhiều, khi mà ngày hôm nay Westminster chỉ ở mức là 75 độ mà thôi, thưa quý vị, khá là mát mẻ. Anaheim thì có thể lên đến gần 80 độ thưa quý vị, nhưng mà buổi tối xuống thì còn ở mức là 60 cho đến 65 độ. Chiều qua trời mát nhanh hơn hôm trước. Đúng rồi. Với lại anh hỏi là cái giờ nào đúng chính xác để mà tắt AC, thì có một vị khán thính giả nói rằng 3 giờ sáng thôi anh ra cái giờ đó là bảo đảm là trời rất là mát, anh có thể cảm ơn quý vị rất nhiều. 3 giờ sáng và thưa quý vị, cho tôi là một cái giờ khác đi, chính xác đi, em nghe theo lời khuyên của khán thính giả, 3 giờ sáng thôi mình nhé. Muốn bảo đảm là 11 giờ đi, nó giữa hả? Vâng. Nhưng mà 11 giờ đôi khi cũng trễ quá, bởi vì chiều qua đó tôi thấy khoảng chừng 7-8 giờ là mát hẳn luôn rồi. Đúng rồi thưa anh. Tắt AC được. Và thưa quý vị, từ đây cho đến cuối tuần thì tiếp tục ở mức trung bình là có khoảng 75 độ mà thôi, rất là lý tưởng. Những ngày này thì gió nhẹ nhẹ từ 10 dặm cho đến 12 dặm một giờ thưa quý vị, độ ẩm cũng khá tốt, 75%. Và tình hình tài chính như thế nào? Sáng nay thì giới đầu tư ở tại Hoa Kỳ đã nhận được một cái tin vui từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Họ báo cho biết mặc dù nền kinh tế có tăng trưởng nhưng mà không đủ mạnh để có thể ngừng lại chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, các công ty bằng easing quantitative. Cái chương trình này trước đây Hoa Kỳ đã từng áp dụng sau thời gian suy thoái. Họ in thật nhiều tiền, họ bung ra thật là nhiều tiền để dễ dàng cho các công ty vay mượn. Và họ vay mượn dễ như vậy đó, họ sẽ giúp mà phát triển, và nhất là những công ty đang gặp khó khăn, thưa quý vị. Và theo chân Hoa Kỳ thì châu Âu cũng làm tương tự như thế. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì cái chương trình này chưa kết thúc được. Và với những cái tuyên bố của Ngân hàng Trung ương như vậy đã giúp cho thị trường lên sau khi đã tụt giảm nặng nề ngày hôm qua với các cổ phiếu. Sau khi cái bản tin chúng tôi loan tải liên quan đến Google phải đóng phạt 2 tỷ 7 cho châu Âu để về cái tội đã độc quyền quảng cáo trên mạng. Và kéo theo sau là các tin không tốt về các công ty về công nghệ cao thung lũng hoa vàng ở Silicon Valley ở trên vùng phía Bắc California cũng như các khu vực sản xuất khác nữa, kéo theo Nasdaq xuống tới cả 100 điểm. Sáng nay với cái tin vui từ châu Âu và đồng thời sau khi mà Nasdaq giảm 100 điểm như vậy đã tạo ra một cơ hội cho một số các cổ phiếu rẻ hơn và giới đầu tư đã nhảy vào mua và giúp cho Dow Jones lên được 130 điểm, Nasdaq lên được 54 điểm. Nhưng mà so với thời kỳ mà cao đỉnh đó, 6.300 bây giờ vẫn còn cần tới 100 điểm nữa mới bằng lúc 6.300. S&P 500 lên được 18 điểm, trong khi đó giá dầu ngày hôm nay cũng có nhiều ảnh hưởng bởi vì họ nói rằng là cái nguồn dầu thô của Hoa Kỳ có thể thiếu đi. Nhưng mà cái con số này nó thay đổi từng tuần lễ một thôi quý vị. Cho nên đó, nhưng mà khi mà tin tức như vậy bất kể như thế nào thì cũng giúp vào việc cho giá dầu tăng. Và giá dầu tăng là tin vui cho khối Ả Rập. Bởi vì tin tức mới nhất ghi nhận được đó là thay vì cắt giảm sản lượng dầu thô, tình hình kinh tế và phát triển của khối Ả Rập xem ra không được tăng tiến lắm. Chính vì thế họ lại càng phải bán thêm dầu để mà giúp
gỡ lại cái số tiền mà thiệt hại khi dầu xuống dưới 45 đô một thùng và thậm chí xuống còn có 42 trong mấy ngày qua, thưa quý vị. Dầu hôm nay lên được 44 sen, vàng lên được 3 đồng 1249 đồng 90 sen. Thật nhanh vào ngày hôm nay, tin breaking news đó là trên đường ray Amtrak đoạn giữa Philadelphia và Washington DC vào khuya hôm qua, không biết vì lý do nào, hai nhân viên kiểm tra đường ray, họ đi dọc trên đường ray này mà không biết vì lý do nào, hay là họ ngủ quên hay họ làm cái gì đó, xe Amtrak chạy đến và cán chết họ. Vâng, trên đường ray này. Và ngay lập tức từ tối khuya hôm qua đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, toàn bộ đường ray này đã bị chặn lại không hoạt động, khiến nhiều người đi làm sáng nay đã không đến sở làm kịp thời, bởi vì họ không có xe đi làm. Họ định gọi vào xin nghỉ, thì may quá, sau 8 giờ sáng thì nhân viên xe lửa và viên chức họ báo cho biết là cái tiến trình kiểm tra an toàn trở lại và họ cho phép xe Amtrak tiếp tục hoạt động để đưa người cũng như hành khách vào đây. Nhiều người họ cần phải đến DC để mà chuyển tiếp sang những cái trạm khác. Vâng. Amtrak mà. Vâng. Họ di chuyển từng trạm một thì họ đã gặp phải trở ngại sang đây. Một số người đi làm cũng sử dụng Amtrak cũng gặp trở ngại. Bây giờ thì hoạt động đã bình thường trở lại rồi. Cuộc điều tra đang được tiến hành và họ chưa biết vì lý do nào mà hai người này lại bị làm, trong lúc làm việc họ là nhân viên kiểm tra đường ray hỏa xa thì bị xe ủi chết. Và ngày hôm qua chúng ta đang nghe một cái bản tin liên quan ở New York xảy ra tai nạn đó, thì kết quả cuộc điều tra trong vòng 24 giờ qua cho thấy là human errors, lỗi lầm của con người đã tạo ra chiếc xe trong lúc tiến vào trạm 125 ở New York, thì không biết vì lý do nào một bên, có thể là họ tiến vào quá nhanh và họ thắng quá gấp. Đáng lẽ tất cả cái chuyện này là phải tự động, mà không biết tại sao vẫn để cho người operator hoạt động chạy quá tốc độ và thắng quá gấp. Ở bên Nhật Bản, cái hệ thống xe điện rất là an toàn bởi vì họ có tất cả các hệ thống bảo toàn. Trong khi đó, bên phía điều tra họ nói cái hệ thống của New York đó chỉ mới được tăng tiến một phần thôi. Còn vẫn còn nhiều phần khác dựa vào các hoạt động của người train operator, tức là người tài công. Và cái người tài công này đôi khi texting, sử dụng ma túy hoặc là có một cái hành động gì đó tương tự như thế này. Ông đã vào trạm mà ông quên, cho nên khi vào đến nơi rồi mới thắng. Mà tại sao không có hệ thống tự động để có thể, thế mà cách cái trạm khoảng chừng 500 thước hay vài trăm thước là phải giảm tốc độ, ngưng lại và chậm vào liền, mà để cho con người điều khiển chiếc xe. May mắn là chỉ có vài chục người bị thương, không có ai thiệt mạng trong vụ này. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị một loạt các bản tin đáng chú ý, bao gồm chuyện Venezuela ngày hôm nay đang có những bước thay đổi đáng kể. Mời quý vị cùng theo dõi.